Thế giới lạ lẫm phía sau song sắt. Bạn bè mà. Đúng hả? Nhiều quy định như vậy mà cũng có ma túy, còn được đựng trong hộp nhựa chai nhựa nữa. Là người trong trại làm, sếp đã bắn trúng chân của tôi. Sếp cũng biết chuyện đó mà. Tôi phải đi khập khiễng đều là tại sếp. Anh thật đáng thương, chỉ có thể trốn ở trong đây bày mấy trò trẻ con. Có người nghiêm khắc, lạnh lùng, luôn làm theo nguyên tắc. Nhưng có người đầy lòng trắc ẩn, luôn muốn dùng tình thương để cảm hóa những số phận lỡ lầm. Trong lòng chị lương thiện thì đã là chính nghĩa rồi. Tôi nghe được bài hát của Tiểu Đinh, muốn nhờ chị nói với cổ. Khi cổ không cần cảm ơn tôi, cảm ơn bản thân cổ được rồi. Tôi phải làm việc. Muốn làm gì liên quan gì tôi? Sếp không giúp tôi thì tôi sẽ khai ra chuyện của sếp. Trước giờ anh cố tình đóng kịch, giả bộ tuyệt vọng, tinh phận, mục đích là muốn tụi tôi tin anh hối cải, lơ là đề phòng anh. Hay là một mình tôi vô đó, một mình tôi thay thế tất cả, để dùng bài của tôi để đổi anh tiếp tục vào tù, tôi cũng đồng ý. Đón xem phim truyện nước ngoài Tái Chiến Minh Thiên phát sóng vào lúc 12 giờ hàng ngày trên sóng truyền hình Tiền Giang, bắt đầu từ ngày 8 tháng 10 năm 2017.